Hello, xin chào các tình yêu của CC. CC bị cảm 2 ngày rồi nhưng mà hôm nay cũng ok, chắc ngày nữa là sẽ xong. Mặc dù là bị cảm nhưng mà không nằm các bạn, nằm sợ nó đuối luôn. Cho nên là vẫn đi shopping, vẫn review đồ cho các bạn. CC thông báo lại với cả nhà ha, CC làm việc là từ 6 giờ tối cho tới 6 giờ sáng. Ban ngày các chị em cứ nhắn tin ở đó đi, CC ngủ dậy sẽ coi ha. CC có gửi đồ cho các chị em mà lỡ bị lộn hoặc là bị thiếu hoặc là gì đó cứ cho CC biết, CC gửi thêm. Cái gửi thêm đó là không có tính tiền shipping đâu, CC chịu tại vì lỗi ở CC mà nha, thông cảm nha, nhớ nha, làm việc từ 6 giờ tối tới 6 giờ sáng tại vì CC bán cho các bạn ở Việt Nam nhiều lắm và các bạn ở nước ngoài thì ít thôi. Các chị em ở Mỹ thì rất nhiều, nhất là bên Cali, mà Cali với bên CC cách nhau tới 3 tiếng đồng hồ, cho nên CC chọn cái giờ đó là good nhất cho CC. Với lại ban đêm nhà cửa yên ắng nè, mấy cục cưng cũng ngủ rồi đó, cho nên là làm video được, còn ban ngày nhoi nhoi lắm ha. Đó thì nhiều chị em nói với CC là CC ơi, thấy những cái quần ấm của CC đó 8 màu đẹp mê luôn, nhiều chị đã nhận được rồi lắm, nhưng mà mấy chị nói rằng là ở nhà không có đồ gì để phối hết trơn á, mà không biết phối làm sao nữa, cho nên là thôi bây giờ CC coi coi CC có được cái nào CC review luôn đi, được thì mua luôn, chứ thật sự là không biết cái nào mà để phối chung. Thì bây giờ thật ra đó các bạn, chỉ có hiệu Michael Kors năm nay là họ ra những cái áo mà mặc với lại những cái quần như vậy nè, nhiều, thật là nhiều kiểu đẹp xuất sắc luôn. Nhưng mà của Michael Kors, Gucci và nhiều nữa, nhiều hãng nổi tiếng trên thế giới thì họ không mặc cái quần ấm này, nhưng mà họ mặc cái đôi vớ đi chung với lại cái áo cùng thương hiệu. Thí dụ như cũng là dạng áo như vậy của Gucci thì họ mang cái đôi vớ Gucci, nhưng mà ở bên trong luôn luôn phải có cái quần ấm, rồi họ mang cái đôi vớ Gucci ở ngoài nha các bạn. CC vào coi kỹ lắm, con CC cũng có đôi vớ đó mà. Đó, thành ra CC thấy đó, những hiệu Gucci này nọ thì chắc chắn là mình không mua rồi, tiền đâu mà CC mua các bạn. Với lại nó đâu có on sale những cái áo đó đâu mà mua. Mình chỉ mua Michael Kors, DKNY, CK, Tommy và nhiều hiệu nữa thôi. Ở trong Macy, Saks Fifth, Bloomingdale's, những cái hiệu như vậy thôi. Còn nếu mà các bạn yêu cầu CC mua LV, Chanel, Dior này nọ về quần áo, CC xin lỗi là CC không có mua được như vậy ha. Có nhiều chị em đã quen mặc những đồ hiệu như vậy rồi, bây giờ mà các chị em mặc lại những cái đồ mà nó cũng là hiệu như vậy mà nó rẻ tiền như vậy thì chắc các chị em ngại. Nhưng mà CC không có mua được những cái đồ như vậy. Nói thật ra nó không biết mua luôn á. Các bạn muốn mua cái đó đó thì chắc phải đi qua bên con CC đó. Thì giá bao nhiêu thì con CC đưa receipt cho các bạn luôn. Đó thì cái tiền phần trăm con CC nhận. Còn CC mua cái này là ở trong Saks Fifth, Bloomingdale's, Macy, tất cả các nơi thì họ đề sẵn cái giá on sale, CC thấy rẻ vừa túi tiền, mua về bán được thì CC mua. Thành ra hai cái nó hoàn toàn khác nhau ha. Nhưng mà theo như CC thấy là những cái kiểu áo mà mặc với lại quần bó hoặc là mang vớ da, các hãng nổi tiếng đều có, chẳng hạn như là Gucci là trời ơi, CC nói các bạn là đẹp tuyệt vời luôn, thì họ cũng chỉ có như vậy. Nhưng mà chúng ta không mua được những hiệu đó, chúng ta mua Michael Kors là cũng đắt tiền rồi, một cái áo này cũng mấy chục đô. Ồ, áo này tới 135 đô, sale 50%. Đó, có nhiều cái nó sale, CC phải coi kỹ receipt lắm. Ngày hôm nay CC đi mua sale như vậy nè, ngày mai CC đi mua sale khác. Có nhiều khi cùng một cái áo đó mà bữa nay giá khác, ngày mai giá khác, ở trong mall này giá khác, ở trong mall kia giá khác, thành ra hên xui. Con chị hỏi CC, em ơi em có lộn không, chị sợ em bị lỗ chứ không phải là chị có ý gì đâu. Hôm qua chị hỏi em thì em nói giá này, rồi cái 3 ngày hôm nay là chị mới thật sự muốn mua, chị hỏi em thì em lại nói giá khác, em nói rẻ hơn, cho nên chị sợ em bị lỗ. Em cảm ơn chị nhiều nha. Không phải, em mỗi một cái áo là có cái số em ghi bên tay phải như vậy nè, thì mua về như vậy thì em nhờ cháu ngoại em vô sổ giùm đó, thành ra là ngày hôm nay có nhiều khi mình mua được rẻ, ngày mai thì mình mua đắt,
Thành ra em cứ theo cái số mà cháu ngoại em ghi ra cho em thì em tính tiền thôi. Với lại các bạn nào mà mua quá nhiều á, thì thí dụ như CC thấy cái áo này xong mà sale rồi mà nó còn đắt quá, thì CC sẽ bớt cái áo giá đó mà CC cộng thêm 1-2 đồng vô những cái áo khác để cho nó dung hòa cho các bạn dễ mua. Chứ có nhiều bạn nói chị CC ơi em sợ chị tính lộn tiền, vì nếu mà tính ra 50% off là chị lỗ đó. Nhưng mà không phải, cái cách tính của CC nó hơi khác một chút. CC chỉ báo cho các bạn biết rằng là ok, mình mua được cái áo này on sale là như vậy đó. Nhưng mà CC tính để cho các bạn nhìn thấy, các bạn cũng vui lòng mua, mà CC cũng cảm thấy rằng là rất là ok. Có nhiều khi đó các bạn chọn nhiều thì CC tính cái giá nó chung chung như vậy, nhưng cuối cùng các bạn lựa có 1 cái 2 cái thì coi như là CC lỗ, nhưng mà cũng không sao. Các bạn mua, các bạn mặc là CC vui rồi. CC làm một việc gì đó mà thấy người ta thích, cái đó là niềm vui các bạn. Tiền bạc thì không sao, chị em mình có qua có lại mà. Biết bao nhiêu các bạn, các chị, các em luôn nữa, tặng CC quá trời tiền luôn. Các bạn tặng tiền CC bỏ hết vô cái bình bông kìa, lâu lâu gom lại gửi về Việt Nam giúp cho ai đó ở Việt Nam. Các bạn tặng tiền cho CC, các bạn biết CC ghiền Starbucks đúng không? Chị tặng em ly cà phê, người nói chị ơi em mời chị ly cà phê, nhiều lắm, nhiều, phải nói là rất nhiều luôn. Các bạn tặng cho CC nhiều lắm, CC cảm ơn. CC bỏ hết vô cái bình bông mà. Đó, thì CC không về được Việt Nam, CC cũng gửi cho anh Sa là anh của CC đó, vì vợ chồng anh Sa là làm việc ở trong nhà thờ, thì cứ gửi vô nhà thờ đi các bạn. Thì nhà thờ họ đại diện đi tới đâu cũng được, chứ chúng ta cũng không biết nơi nào mà để chúng ta mang tới đây tặng ha. Thì cứ cho đi là sẽ còn mãi các bạn. Thì tại sao mà các bạn tặng tiền cho CC? Vì các bạn quý CC. Các bạn cũng biết được rằng là CC làm những việc gì đó nó xứng đáng, cho nên CC mới được các bạn tặng tiền đúng không? Giống như các chị em mình làm nail cũng vậy, các bạn phải làm như thế nào đó thì người đó họ mới tặng cho các bạn tiền tip. Người tặng nhiều, người tặng ít hoặc là như thế nào đó thì CC y như các bạn thôi. CC được các bạn tặng tiền tip cho CC là các bạn cũng phải nhìn thấy CC có một cái gì đó các bạn mới tặng cho CC đúng không ạ? CC gửi lời cảm ơn rất nhiều, và nhất là cảm ơn một anh, không biết anh hay chú mà chắc anh quá, CC nghĩ anh quá. Cảm ơn một anh mua đồ tặng cho bà xã và anh tặng cho CC tới 20 đô lận. Vì anh nói rằng bà xã mặc đẹp quá. Em cảm ơn anh nha. Em gửi lời nói với chị rằng nhờ chị mà chị mặc bộ đồ đó của em mới đẹp. Rồi đó là những gì CC rất chân thành cảm ơn quý khán thính giả của CC đã ủng hộ kênh YouTube của CC. Mặc dù các bạn không mua, các bạn vẫn vào ủng hộ cho CC, thật sự là happy vô cùng ha. Rồi bây giờ CC sẽ review những cái gì mà CC cảm thấy rằng là phối được với những kiểu đồ như vậy. Chúng ta mặc kiểu Michael Kors là được rồi, 100 mấy chục đô một cái áo, còn có mấy chục đô một cái áo này để 10 năm, 10 mấy năm. Những hiệu này và BB và còn nhiều hiệu nữa, chúng ta mua đồ cần phải có thời gian dài. Bây giờ các bạn không mặc, 3 năm, 5 năm, 10 năm sau các bạn mặc vẫn y như vậy, vì cái kiểu này nó không có thay đổi. Đồ CC mua lại như vậy các bạn. Đồ nào mà nó quá thời trang, ở Mỹ thôi mặc theo mùa, CC báo cho các bạn biết. Các chị em ơi, này mặc theo mùa thôi nha. Mặc lần cho ra Goodwill, CC nói rõ luôn. Còn cái nào CC nói cái này hàng hiệu mặc được nhiều năm thì CC muốn các chị em để dành lại, vì nó qua cái đợt này rồi, những cái màu á không mua lại được. Kiểu thì nó giống y nhưng mà màu nó sẽ khác các bạn. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu review nha. Cái này là đẹp nhất rồi nè. Áo này CC có một cái CC mặc rồi. Với cái áo này chúng ta có thể mặc cái quần bó màu đen cũng được. Nhưng mà thôi, đã mang đôi boot đen rồi, cho nên là CC phối với lại cái quần màu đỏ bật đô này. Các bạn lộn bề trái thì nó là nhung cũng đẹp lắm nha. Đây, như vậy đi. Mặc những bộ đồ như vậy thì chỉ nên đeo những cái túi như vậy, nó mới xứng với lại cái bộ đồ xách bóp đầm không đẹp ha. Nó phải là những cái dạng túi, những cái dây như vậy. Đây là thương hiệu của Pháp. Ông là nhà design của hãng Chanel. Cái tên ông khó đọc quá, cho nên là CC học hoài cái tên của ông mà CC đọc không có được. Ai yêu thích Chanel thì đều biết tới ông cả ha.
Con CC Collection hiệu này trên 10 năm rồi. Nhiều lắm. Một cái bóp, một cái giỏ như vậy cả 10 năm luôn, vẫn còn mới tinh nè các bạn. Đẹp lắm. CC cũng có để lại mấy cái để xài luôn đó. Thì CC phối, chị em nào thấy mua được cái nào thì cứ mua. Đó. Thì đây là những kiểu mà chúng ta mặc cái quần bó rất là đẹp ha. Và tiếp theo đây, đẹp lắm các tình yêu ơi. Cái áo này không phải là hiệu Michael Kors. Các bạn nhìn cái cổ áo các bạn mê không? Trời ơi, CC nói mê luôn đó các bạn. Mê thiệt là mê luôn. Đây. Các bạn nhớ là nó phải qua cái mông mình một khúc như vậy ha, để nó ôm lấy cái mông của mình. Mê không các bạn? Xuất sắc quá luôn đó các bạn luôn. Mình vải len mỏng nhẹ lắm, có mấy cái nút thật là đẹp luôn. À, CC có mặc quần mông này, thành ra cái mông nó rất là tròn, rất là đẹp ha. Gặp cái quần này nữa nó thẳng nữa, chỗ nó ôm lấy cái mông thiệt đẹp các bạn. Đây các bạn. Không còn điểm nào để chê luôn. Quá là đẹp luôn các bạn. Cái áo này cái cổ đẹp quá là đẹp, và hai ở bên này. Cái áo này là vừa màu hồng vừa màu xám, cho nên CC phối với lại cái quần ấm màu xám ha. Các bạn nên nhớ màu hồng là luôn luôn đi với màu xám. Trời ơi, cái cổ sang như là công chúa vậy đó. Họ không biết diễn tả luôn. Thật là đẹp luôn. CC soạn ra rồi. Hy vọng là sẽ đẹp hết luôn. Tám cái quần ấm với những cái áo soạn rồi, mặc hết cho các bạn xem đây. Đây là bộ thứ hai ha, quần màu xám. Và tiếp theo đây, cũng với lại cái quần màu xám, CC phối với cái áo này, tại vì cái áo này nó cũng là màu xám. Mình vải thun có chất liệu kim tuyến. Áo này là một thương hiệu rất nổi tiếng ha. Nói chung là những dạng áo này là toàn là những thương hiệu nổi tiếng không đó các bạn. Nếu các chị em mặc những cái quần ấm như vậy, các chị em mang được cái đôi boot mà cao lên tới đầu gối, tới đùi là cực kỳ đẹp luôn. Đôi này CC hơi bị thấp á, chứ đôi này mà lên tới đầu gối là sẽ rất đẹp. Tại vì CC để ngoài gara rồi, giờ này mà đi ra mấy chó sợ nó sủa, nó không dám ra. Đây. Bụng to cỡ nào các chị em mặc thoải mái những dạng áo như vậy thích lắm. Cái áo này mặc được với quần màu xám ha. Và tiếp theo đây, phải nói là cái quần màu xám là cái quần dễ mặc nhất trong tất cả những màu, vì những cái áo này đẹp quá, nó luôn luôn có một tí xíu gì đó mà để cho chúng ta phối được với màu xám các bạn. Các bạn thấy cái áo này đẹp không? Đó, chút xíu cái điểm nhấn như vậy là đủ đẹp rồi. Đây là mình vải nỉ nỉ đó, mỏng. Mặc rất thoải mái. Áo này sao CC mặc vừa quá vậy? Không biết small hay XML nữa. Thoải mái các bạn ơi. Mặc vào người mình nữa như là không có mặc cái gì luôn đó. Nó nhẹ đến như vậy luôn đó. Ấm nha, đây là những dạng ấm đó. Đẹp không các bạn? Tuyệt vời ha. Mà mút cao cao lên một chút. Phải nói là quần màu xám dễ mặc đồ thật các bạn. Rất dễ mặc. Cái áo này nè, nó có màu đỏ bật đô và màu xám luôn á. Thành ra cái quần màu xám nãy giờ CC phối được ba cái áo rồi ha. Để cho ba chị em mua nha. Và tiếp theo đây, đây là bộ màu xanh lá cây, quần màu xanh lá cây và với áo này. Áo này nó cũng là màu xanh lá cây đó, mà sao trong phone mình nó ra nó khác khác quá, CC cũng không biết nữa. Áo này hiệu Michael Kors, size medium. CC cũng mặc được. Những dạng áo này chúng ta mặc em gian size được ha. Ở bên trong các bạn cần mặc một cái áo thun gì đó. Nếu mà lỡ mà nó có nóng nóng thì các bạn cởi cái áo này ra. Nhưng mà này cũng mỏng lắm.
không có dày đâu, cũng không có ấm lắm. Ở bên trong cần phải mặc cái áo ấm luôn đó, mặc những cái áo thun ấm đó. Đẹp không các bạn? Các bạn bụng nào to to á thì mua size medium, bụng nào nhỏ nhỏ một chút mua size small. Small, medium, 4, 6 các bạn mặc được hết luôn. Trời ơi, mặc như vậy nè, mùa hè mặc như vậy nè. Các chị em mặc như vậy nè. Mùa đông đủ ấm. Ấm lắm luôn á. Gọn gàng lắm, không cần phải áo này áo nọ áo kia. Năm nay lạnh quá. Đẹp các bạn. Mặc những bộ như vậy nhớ là đeo những cái bóp vuông nha, bóp chữ nhật, bóp vuông, đeo túi đeo chéo là đẹp nhất luôn, đừng có xách bóp đầm gì hết nha các bạn. Những cái dạng đồ này không phải là dạng đồ xách bóp đầm ha, túi đeo chéo và những cái túi hình vuông vuông chữ nhật đó xuất sắc luôn các bạn ơi. CC thiệt là thích những dạng đồ như vậy. Tại vì sao? Vì CC thường coi coi hoài à, CC thường coi mà ngày nào cũng phải coi, giống như học bài vậy đó. Vô coi những cái hãng nổi tiếng người ta mặc đồ như thế nào, người ta phối như thế nào, rồi sau đó mình nhớ trong đầu mình và mình đi shopping mình phải nhớ lại và mình mua. À kiểu này tương tự này, kiểu này được nè, kiểu này phối với cái này, kiểu này phối với cái này. Nếu bạn không nhìn thấy, bạn không học hỏi thì bạn đâu có được nhiều cái idea trong đầu như vậy. CC làm sao mà được nhiều như vậy? Nhờ CC nhìn, CC học. Tiếng Mỹ không học mà đi học những cái vậy đó. Thật là đẹp nha. Bộ này màu xanh lá cây. Quá nhiều các chị em đã mua quần ấm rồi đúng không? Nhưng mà áo thì không biết là các bạn có hay không. Đó. Thì bây giờ được cái nào các chị em mua cái đó nha. Và tiếp theo, đây là đầm chứ không phải là áo. Hồi nãy giờ là CC mặc áo, nhưng mà cái này là đầm. Đây là mình vải, nó cũng có chút thun mà nó giống như len len vậy đó, dài ha, dài tới đầu gối ở đằng sau nó tới đây nè, size small. Thì chị em nào thích đầm thì mua như vậy, là đầm không phải là áo. Xin suy nghĩ đó, nếu mà các chị em mua cái đầm này, cái này màu xanh lá cây, mặc với lại cái quần ấm màu xanh lá cây, nhưng mà vì cái áo đầm này nó quá dài cho nên là thôi đừng có mặc quần ấm, mặc cái áo đầm này và mang cái đôi bút đùi bút cao tới đầu gối là nó cũng che được rồi, thấy cái thịt của chúng ta một chút đi. Tại vì cái áo đầm này nó dài quá, cứ mặc cái quần bó ở bên trong nhìn đâu còn thấy gì nữa đâu, đâu có đẹp gì nữa đâu. Nè, thấy không? Nếu các bạn mặc cái áo đầm này thì đừng có mặc quần ấm ở bên trong. Đó là suy nghĩ của CC. Còn với các bạn thì CC không biết ha. Đây. Mang bút đùi lên tuốt ở trên này rồi. Đâu có hở gì nhiều đâu, hở có tí tẹo tèo teo ở đây thôi. Ở chỗ cái vạt bầu thôi. Vậy mới là đẹp. Còn cái này đó thì nó che trên cái quần rồi không còn đẹp nữa. Thì tùy các bạn nha. Hiệu Michael Kors. Size small. Áo đầm. Và tiếp theo đây. Trời ơi đẹp quá các bạn ơi. Trời ơi xinh thiệt là thích luôn. Toàn là đồ Michael Kors không. Đẹp. Phải nói là đẹp. Đây. Áo này salon. Hiệu Michael Kors. Mình vải thun. Cũng không dày lắm. Đây. Đây là áo nha, không phải là đầm. Mặc với quần bó. Tuyệt vời luôn. Mê ly luôn. Bụng có to cỡ nào cũng không sợ luôn. Đây là kiểu áo ai cũng thích mặc cái. Thật là tuyệt vời. Trời ơi. Mặc bộ này là tự tin bước đi luôn đó các bạn. Thật đẹp luôn. Với cái màu này nữa nó rất là mạnh mẽ luôn nè, đẹp không? Xuất sắc luôn đó, trời ơi thiệt thích luôn. Quần này là one size ai cũng mặc được,
Áo này là size lớn, hiệu may của cô trăm mấy chục đô, 50% off, còn có mấy chục đô cái áo mặc 10 năm. Thích không các bạn? Thiệt thích luôn. Và đây là cái túi đeo chéo hiệu Guess, cùng màu luôn. Đeo như vậy cũng đẹp, nhưng mà CC thì đeo như vậy thôi. Đó, thiệt thích các bạn ơi. Tuyệt vời quá à, thiệt thích luôn á. Chị em nào salon mua bộ này, medium cũng mặc được nữa đó. Xuất sắc luôn. Và tiếp theo đây, đẹp quá là đẹp các bạn ơi. Cái này cũng là áo chứ không phải là đầm nha các bạn. Xuất sắc luôn. Đây là màu trắng kem, chúng ta phối với màu da, hoặc là các bạn mang đôi bút đùi cao lên tới đây thì bên trong các bạn không cần phải mặc, không cũng phải mặc các bạn, tại vì nó xẻ lên tới đây phải mặc ha, bắt buộc phải mặc quần quần da, bắt buộc phải mặc quần áo, mê ly luôn. Đây đó, mặc những cái dạng như vậy nè, xách những cái giỏ như vậy nè, còn bóc đầm mà sở sở vô tay đi như vậy là không đúng đâu nha. Đó là phải bụi bụi ngầu ngầu như vậy nè. Cái màu này nè, trời ơi, CC nói sao mà nó tuyệt đến như vậy luôn. Trắng kem chung với cái áo, cái quai chung với cái quần, trời ơi cưng ghê luôn đó các bạn. Đây bộ này phải nói là trên cả tuyệt vời. Áo này size medium hiệu Michael Kors, cái giỏ này hiệu Guess, không thấy giá tiền. Còn đây là quần ấm, nãy giờ là đây là cái quần ấm thứ tư rồi ha, bốn màu rồi ha. Trời ơi đẹp quá là đẹp luôn. Nãy CC định mặc cái áo này với lại quần nâu nhưng mà không có cái giỏ nào màu nâu hết, cho nên thôi, thấy cái giỏ này đẹp quá, rất phù hợp với cái áo này luôn. Bộ này là tuyệt vời, phải nói là tuyệt vời. Bộ này đẹp quá là đẹp các chị em ơi. Đây là áo len ha, không có dày lắm đâu, size lót cho nên rộng quá. CC mặc rồi để cho các chị em size lót nhìn đó. Thì đây, mặc với quần bó tuyệt vời luôn. Các chị em size lót mua quần ấm của CC cũng nhiều lắm rồi đúng không? Thì đây chính là những cái áo mà các chị em cần mặc đây. Đẹp quá là đẹp luôn, xuất sắc luôn đó. Thì đây nha, đó các chị em size lót mặc nó sẽ lên như vậy. Ôi cực kỳ đẹp luôn. Cái màu quần ấm với lại cái màu của cái áo len này rất là phù hợp, rất là đẹp luôn. Không biết nói luôn các bạn, dễ thương quá à. Thật là tuyệt vời, size lót. Và tiếp theo, thật là tuyệt vời, phải nói là những cái quần ấm phối với những cái áo nó quá đẹp các bạn ơi. Đây là mình mãi thun, giản lắm ha, size small, đẹp xuất sắc luôn. Các chị em có cái bụng to to một chút, kéo nó lên lên một chút ha, cho nó vừa qua cái mông này của mình thôi. Đó, thì các chị em mặc, nó sẽ hơi hơi lên như vậy, nó sẽ đẹp hơn. Còn người không có bụng, nó tụt xuống. Trên cả tuyệt vời bộ này, size small, quần ấm màu đen. Trong 8 màu, màu nào CC cầm mặc vào, CC thấy nó cũng ok. Sao có cái màu đen à? Là hay là mình feel hay là sao không biết nữa. Có vẻ như thấy nó có vẻ như là nó hơi bị chật chút. Biết các bạn có nghĩ như vậy không? Để CC dặn các bạn nè, CC quên không dặn. Những cái quần ấm này nè, trước khi mặc, các chị em nắm kéo ra nha. Kéo ra rồi mới mặc ha. Thì nó sẽ dễ mặc hơn. Kéo cái phần đẩy ra, kéo cái chân ra, để cho nó mềm đó. Rồi lúc đó chúng ta mới mặc vào, đừng có sợ giãn nha, không có giãn nha các bạn. Nắm kéo ra, rồi mặc như vậy, nó mềm, dễ mặc hơn ha.
Thì trong bao nhiêu cái CC thấy nó giống nhau mà chỉ có cái đen CC có cảm nhận thôi. Cảm nhận được là hình như là nó hơi nhỏ một chút. Hay là tại vì mình như vậy. Với lại thường thì cái gì nó màu đen á là mình cũng cho là nó nhỏ hết á. Thôi chắc CC nghĩ sai rồi các bạn. Thì đây nha. Bộ này là quá đẹp các bạn. Xuất sắc luôn. Áo size small. Đẹp quá à. Cái nào cũng đẹp hết các bạn. Kiểu nào cũng đẹp, cái nào cũng đẹp hết. Áo này là nhiều bạn mua lắm rồi đó. Các bạn mặc chưa? Áo này hiệu Michael Kors, size small. Đây là áo nỉ mỏng ha, ấm lắm. Đó, mặc với lại cái quần này. Như vậy, đủ đẹp rồi các bạn. Xuất sắc luôn, áo này thì bán quá nhiều rồi. CC bán cho các bạn chắc cũng 5-7 cái gì rồi ha. CC có cái này màu đen, màu trắng, màu cà phê sữa, mặc cũng mấy năm rồi đó. Thích lắm các bạn. Chỗ này nó sáng lắm, vô trong ánh đèn là tuyệt vời. Rộng rãi thoải mái ha, size small. Mê nhất là cái nón này. Biết là không đội đó, nhưng mà về thì dễ thương ha. Đó. Trên cả tuyệt vời đó. Mùa hè, mùa đông mặc đơn giản như vậy đủ rồi các bạn. Bên trong mặc một cái áo ấm nữa, áo thun ba lỗ cái gì đó. Dạng áo ấm đẹp quá à. Thiệt là thích luôn, đơn giản cho mùa đông, không có to phùng phà phùng phình như con gấu bông, như đây đủ đẹp rồi đó. Áo này hiệu Michael Kors, size small. Và tiếp theo đây là áo đầm nha các bạn, hiệu Michael Kors, size small. Đó, Tết nè, các bạn mặc cái áo này là thôi tuyệt vời rồi. Ở bên trong mặc một cái áo ấm, mặc một cái quần ấm, đeo một cái túi gì đó, hay các chị em muốn thắt cái beo cũng rất đẹp nha. Tại vì nó là áo đầm cho nên các chị em thắt beo sẽ đẹp. Thành liền đi ha. Nếu nó là áo thì thắt beo không được vì nó ngắn, nhưng mà nó là áo đầm đó. Cái beo này nó hơi rộng với CC ha. Đây. Các chị em bên Cali nè, mặc như vậy là đủ đẹp rồi. Đi coi bắn pháo bông, đi đón năm mới. Đây. Nó rộng quá, CC mặc nó hơi bị đùng ha. Thì đây nha các bạn. Áo đầm hiệu Michael Kors, size small. Áo đầm thì nó rẻ tiền hơn là những cái áo. Áo này có 90 mấy đô, 50% off nữa. Rẻ quá là rẻ luôn. Những cái áo kia tới 100 mấy chục đô rồi. Coi như là cái mình vải này hiệu Michael Kors mình có hai cái đó, một cái màu kem, một cái màu đỏ. Đẹp quá là đẹp luôn. Thắt cái beo vào đẹp lắm các bạn. Mặc bộ này thắt cái beo thật là tuyệt vời, size small nha. Và tiếp theo đây là mình vải thun trên cả tuyệt vời. Đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng luôn, cổ rất đẹp các bạn. Mặc với quần bó như vậy, ở bên trong mặc một cái áo quá đẹp luôn, xuất sắc luôn, nhìn rất là có cá tánh, rất là ngầu, rất là đẹp luôn, thật là tuyệt vời đó. CC là chỉ thích mặc như vậy nè, thật là tuyệt vời. Cái áo này rất đẹp, thương hiệu này nổi tiếng lắm các bạn. Màu đen á, chỉ có một cái duy nhất tua tua như vậy thôi. Và tiếp theo đây tuyệt vời đó các bạn, áo này double size small medium hiệu Anne Klein, tuyệt vời luôn đó. Đây là mình vải thun dày ấm lắm. Các chị em có thể mặc áo đầm ở bên trong rồi mặc cái áo này ở bên ngoài. Đẹp nhất là mặc quần ấm,
quần bó, mặc quần ngắn như vậy với một áo thun gì đó bên trong đẹp hơn là các bạn mặc đầm luôn, rồi mang bút đi như vậy nè, trời ơi thật là ngầu, thật là đẹp luôn. Tuyệt vời, phải nói là trên cả tuyệt vời. Các chị em cứ vào xem những cái chương trình mà người mẫu người ta biểu diễn, những cái show thời trang nổi tiếng trên thế giới, những kiểu áo như vậy nè, các bạn thấy đầy luôn, đẹp lắm. CC cũng vô từ đó để nhìn để học đó. Rồi nhớ, cái quan trọng là các bạn nhớ, nhớ trong đầu các bạn. Đi thấy một cái là mua liền luôn. Nhưng mà nó không phải là những thương hiệu đó, nó là thương hiệu khác, nó tương tự như vậy là cũng ok rồi. Trên cả tuyệt vời. Double size, small, medium. Thích quá đó, thích quá là cứ đứng ngoài thôi nha. Và tiếp theo đây, đẹp quá đúng không ạ? Không còn một điểm nào che luôn. CC mặc rồi luôn đó. Cái áo này là ông bạn Mỹ với CC mua cho CC đó. CC thấy đẹp quá, mua mấy cái luôn, bán cho các bạn mặc chưa? Đây là áo nỉ ấm ha. Màu tím hoa cà và cái vòng tròn này là màu tím đậm, rất là phù hợp với lại cái quần ấm màu tím mà chúng ta đang mặc như vậy. Tuyệt đẹp luôn. CC mặc ha, ổng mê quá trời luôn, thích quá trời là thích luôn. Ổng nói ở đâu mà bạn có thể có được một cái quần ấm màu tím như vậy. CC đưa 8 cái là cho ổng luôn, ổng nói bạn thật tuyệt vời. Đẹp quá các bạn. Các chị em mua cái áo này, hình như có mấy bạn mua, ba bốn bạn gì mua đúng không? Hãy mặc với cái quần tím đi. Quần này thì các bạn mua của CC nhiều lắm rồi, CC giờ đâu có nhớ được bạn nào với bạn nào. Nhưng mà hình như là bạn nào mới đầu mua 5 cái, sau đó hàng về nữa, ai cũng mua thêm 3 cái cho đủ 8 màu rồi. Hãy mặc lấy cái áo tím này đi, áo này CC có rồi, mặc rồi. Bây giờ còn cái này size gì đây? Không biết size gì nữa các bạn. CC ghi trên góc cho các bạn nha. Đó, bạn nào muốn mua áo này thì mua ha, cái cổ đẹp lắm các bạn. Cổ thật là đẹp luôn. Cổ này là kiểu mới của năm nay đó. Mê không? Tuyệt đẹp luôn các bạn. Cái áo này mặc với lại cái quần này thôi không ạ. Mê ly xuất sắc luôn. Thật là tuyệt vời luôn. Rồi. Đó, các bạn cứ coi đi. Trong một cái video CC review mấy chục bộ đồ là CC cởi ra mặc vào mấy chục lần như vậy đó, mỗi ngày như vậy đó, mấy chục bộ như vậy đó, các bạn làm nổi không? Không có đam mê không làm được đâu, tại CC mê lắm. CC nghĩ rằng là ok, thay bộ này vào là mình nhìn mình trong gương nào, wow, đẹp, đẹp quá. Ồ, thiệt là thích. Hoặc là mặc bộ đồ nào vào thôi, bộ này không đẹp, cởi ra. Đó, một ngày mà CC thay ra thay vào mấy chục lần như vậy luôn. Các bạn làm nổi không? Không, bảo đảm luôn. Nổi cái lựa đồ không là đã mệt xỉu rồi. Treo mua về nè, treo lên nè, lựa cái nào đi với cái nào rồi sau đó mặc thử, mặc review, review xong, làm video, video xong, edit video rồi. Ôi trời ơi, CC nói là nó muôn ngàn việc luôn mới được một cái video đưa đến cho các bạn. Cực lắm các bạn ơi, như người ta ngồi trên mạng người ta bấm một cái người ta mua cái đó về nó như vậy đó, rồi người ta ship đi cho các bạn thôi. Ngồi làm vài cái video, mỗi một cái áo người ta có mua 10 cái 20 cái, người ta bán còn CC mỗi thứ một cái hai cái. Cực lắm, cực lắm. Các bạn suy nghĩ, các bạn có biết bởi vì nhiều chị có nhiều em nói trời ơi em biết chị làm này cực lắm, tại chị mê đó, chị không bê sao chị làm nổi thiệt. Mê lắm. Thì đây các bạn, đây chỉ là cái áo thun mình vải cô tông rẻ tiền các bạn ơi, có 40 đô rồi, mấy chục phần trăm off nữa, rẻ lắm, dạng áo này rẻ lắm. Đây là hiệu polo màu tím, rất phù hợp với lại cái quần này luôn đó nè. Các bạn có thể mặc như vậy không cũng được, nhưng mặc như vậy không lạnh lắm à, phải mặc thêm cái áo kia nữa. Thì đây ha, rất đẹp luôn.
size small hết đó các bạn. Đẹp không? Tuyệt vời ha. Áo này size medium. Áo này CC có nhiều lắm à. Có màu cà phê sữa, có màu xanh, màu trắng, màu kem, màu hồng vỏ đậu. Kiểu này CC thích là tại vì ở dưới nó có cái bo. Đẹp không các bạn? Xuất sắc ha. Kéo áo này lên cho cái này nó xuống xuống như vậy. Ấm lắm các bạn ơi. Phải nói là tuyệt vời luôn. Thật là ấm luôn, thật là đẹp luôn. Áo này mặc với lại quần jean các bạn, không còn điểm nào để chê. Áo này màu đẹp quá là đẹp. Tím hoa cà đậm chút. Ấm lắm các bạn. Những màu này nè, chúng ta cần mua nhiều màu. Bạn mua một lần thôi, bạn để mặc hoài 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 vậy đó. Ngày xưa tới giờ cứ màu đen, màu nâu, màu lông chuột. Có ba màu à. Nhưng mà những năm gần đây ra toàn là màu đẹp không. Có một cái duy nhất là size medium. Và tiếp theo, đây là cái quần màu xanh đen. Phải nói là cái quần màu xanh đen này, cái mình thun bóng mà rất là đẹp luôn các bạn. Hiện tại bây giờ CC không có một cái áo màu xanh đen nào mà nó dài được như vậy. Tại vì mặc quần ấm nó phải đúng cái kiểu áo thì nó mới đẹp. Áo nào bạn cũng mặc được, nhưng mà nó đúng thì nó đẹp. Người ta design ra cái kiểu áo này là để mặc quần ấm. Ngoài cái áo này ra không có cái nào hết. Thôi kệ đi ha. Áo này là size small. Cái dạng này là phải mặc rộng như vậy nha các bạn. Rồi bên trong bạn mặc cái áo thun gì đó ha. Và đây là cái quần ấm màu xanh đen. Mặc với lại áo màu xanh này cũng được đi. Mặc với lại cái áo này á, CC thấy là đẹp, thật là đẹp. Nhưng mà áo này size lót lận. Mặc vào thì nó lại ở trên đây nè. Nó chưa qua được cái mông, cho nên là cũng không mặc được. Đây là dạng áo của các chị mà size lót, mặc qua cái lưng quần một chút. Đây không phải là dạng áo để mặc với quần ấm. Dạng áo mặc với quần ấm là nó phải dài qua mông, nó phải xẻ lên, nó phải vạt bầu. Còn nó có cái bo như vậy đó là không phải. Mặc jean thôi. Với lại cái quần ấm màu xanh đen này, hiện tại CC chỉ có được một cái áo này thôi. Size small ha. Tất cả những cái áo như vậy toàn là những thương hiệu nổi tiếng không đó các bạn. Vì cái này mua chúng ta có thể để bao nhiêu năm chờ chúng ta mặc tới mặc lui được. Cho nên là bắt buộc CC phải đi tìm những thương hiệu nào cho nó nổi tiếng để chúng ta để hoài đó. Đây ha. Một cái duy nhất size small. À và đây nó để sẵn rồi nè. Bạn nào mua cái áo này rồi, có muốn mua luôn cái túi đeo chéo không? Cho nó đi chung bộ không? Đây, cùng một thương hiệu luôn. Mấy cái này CC có hết trơn nè. Ổng mua cho CC không à? Ổng chỉ mua cho CC một hiệu này duy nhất. Trong này có một ngăn nè, hai ngăn. Ngoài này một ngăn nữa là ba ngăn. Coi như ba ngăn đó. Loại này CC xài nhiều lắm. Hiệu nào CC cũng có đó. Đây, bạn nào mua cái áo này rồi, mua cái túi này nữa cho nó đi chung bộ cho nó đẹp ha. Và CC có thêm cái áo này nữa nè, cũng là size small luôn. Đây là dạng áo ấm, mặc với quần jean, mặc với váy đầm, rất là đẹp ha. Size small màu hồng, tuyệt đẹp luôn đó. Thì đây. Và CC thấy có một cái áo len trắng. Đây, nếu các bạn mặc quần ấm thì cái áo ở bên ngoài nó phải vừa qua cái mông các bạn như vậy là đẹp luôn đó. Đúng đẹp luôn đó. Mà đúng luôn. Đẹp các bạn. Cái áo len trắng này mặc với lại cái quần ấm màu xanh đen này. Đẹp. Bộ này đẹp nè. Đẹp mà nhìn. Nó có vẻ đơn giản, gọn gàng. Thật là dễ thương đó.
đeo cái túi đeo chéo nữa. Đẹp các bạn, cao len trắng này với lại cái quần màu xanh đen này đẹp đó. Áo len nha. Màu trắng nhìn là sang rồi đúng không? Rất đẹp ha. Và đây là cái quần màu nâu, quần thứ 8. Hiện tại bây giờ CC không có cái áo nào mà màu nâu để CC phối được. Nhưng mà màu cà phê sữa, màu trắng đi với lại màu nâu là CC thấy rất ok. Áo này là size medium medium. Đây là mình vải. Vải này giống như len len vậy đó, thun len len đó. Nhưng mà bạn nào cỡ như CC thì mặc được, còn bạn cao quá mặc không được. Bạn cao quá thì bạn mặc nó sẽ ngắn lên thì nó không đẹp đâu. Nó phải vừa phủ hoa cái mông của mình như vậy nè. Bạn bằng CC bạn mới mặc được cái áo này, size medium medium. Bạn cao hơn đừng có mua nha. Tại vì cái dạng quần ấm là bạn phải mặc để nó che cái mông. CC dặn kỹ nha. Bạn bằng CC chiều cao á, mặc như vậy, chiều cao. Mà size medium medium thì bạn mua. Bạn cao hơn CC đừng mua cái áo này. Áo này rất đẹp luôn đó, một cái thôi. Nãy giờ CC đã review đủ 8 cái 8 màu. Chỉ có màu xanh đen và màu nâu thì hơi khó có tìm áo ha. Bây giờ CC cầm lại 8 màu quần cho các bạn xem. Các chị em nào mà mua đủ 5 cái hoặc là 8 cái, CC sẽ tính các bạn rất rẻ và free shipping luôn. Mua 5 cái cũng vậy, mua 8 cái cũng vậy. Còn các bạn mua lẻ thì CC vẫn bán giá bình thường, giá giống y như CC bỏ trên các website và Amazon CC bán như vậy đó, và cộng tiền cước phí luôn ha. Còn các bạn mua đủ 5 cái, 8 cái thì free shipping mà tính giá rẻ luôn. Đây, cái này là màu xám, cái này là màu đỏ bật đô. Ở trong phone mình sáng quá ha, ở ngoài nó sậm xuống một chút. Nhiều chị nhận được rồi, mấy chị khen quá trời khen luôn. Màu xanh lá cây, màu đen, màu da. À, cái màu này mặc với cái áo này cũng đẹp đó nha các bạn. Màu tím, tím đẹp quá. Màu xanh đen. Cái CC đang mặc là màu nâu. Đây, nhiều chị em size lót nhắn tin với CC. Thôi để CC cầm lên luôn nha. Những cái này size lót, áo không mà CC cũng không mặc được. Thì đây nè, đây là mình vải thun hút mồ hôi. Những áo này sale rồi còn rẻ lắm. Toàn là những thương hiệu nổi tiếng không, cho nên là các chị em mặc yên tâm, mặc hoài luôn. Cái logo rất là dễ thương, rẻ tiền lắm. Size lót ha, mặc thoải mái luôn. Cái áo này các chị em mặc với quần bó được nữa nè, tại vì nó dài quá trời luôn, dài tới nửa đùi luôn đó. Những dạng áo này mặc với quần ấm được ha, size lót. Và đây có một cô nào đó hỏi CC cái áo lông. Em ơi, em còn cái áo lông nào size lót không, màu gì cũng được. Đây đây, em mặc cho chị xem cái này. Cái này là size lót, màu nâu, đẹp lắm. Hồi đó giờ mới mua được cái màu nâu á, toàn là mua màu đen với những màu kia không à. Màu nâu em chưa mua được cái nào size nhỏ hết. Đây, nhung rất là mềm mịn ha. Ở đây có cái bo, có dây kéo, hai túi, nó như vậy. Không đắt tiền, rẻ tiền. Một cái duy nhất là size lót đó, chị thích thì chị mua ha, không thích cũng trả lời cho em biết để coi có ai muốn mua thì mua ha. Chị để riêng rồi nè, size lót nhiều lắm, có mấy cái đã review rồi. Đây, hiệu Michael Kors size lót.
Đây là những áo các chị em có thể mặc với quần jean là đẹp nhất, những dạng áo như vậy nè. Cái áo này mặc với quần bó, CC sợ ngắn á. Ngắn không ta? Ngắn á. Mặc quần jean đi. Cái áo này nó có cái bo như vậy nè. Nó có xẻ một chút. Áo này mặc quần jean rất đẹp. Size lót ha. Áo này quá quen thuộc rồi. Cũng mặc với quần jean, quần tây cũng được, váy cũng được. Đây là dạng áo ấm nỉ, nhẹ ha. Hiệu Guess, size lót. Trời ơi nè các bạn coi nè. Rẻ đến như vậy luôn. Giá chính thức có 54 đô 99 sen nè. Mấy chục phần trăm off nữa. Trời ơi cái áo CC không tin là nó rẻ như vậy luôn đó các bạn. Vậy các bạn mua đồ giả mặc làm gì trời? Một cái áo này mặc bao nhiêu năm trời luôn ha. Chúng ta ở Mỹ là chúng ta biết rồi. Những mình vải nỉ nhẹ như vậy nè. Trời ơi. Bữa ăn sáng nè. Rẻ thiệt rẻ luôn á. Với những thương hiệu như vậy nữa. Đây cũng là hiệu Guess nè. Trời ơi có 45 đô thôi. Cái này còn rẻ hơn cái đó nữa. À để CC nói. Các bạn đừng có nhìn thấy cái kiểu giống nhau mà các bạn nghĩ rằng là giá tiền nó giống nhau, không có đâu nha. Cái màu nó khác, giá tiền ở cái màu nữa đó các bạn. Các bạn phải để ý theo dõi nhiều nhiều thì các bạn sẽ biết được. Đây, nè các bạn nghĩ rẻ đến không ngờ luôn á. 45 đô, mấy chục phần trăm off. Trời ơi, sao không tin là rẻ như vậy luôn. Áo này nè, áo này là bảo đảm nhiều người thích lắm nè. Có bao nhiêu cái size nhỏ bán hết rồi đó. Còn cái này là size lót. Chị nào size lót nên mua đó. Cái áo này là các chị nên mua nè. Là tại vì nó đẹp lắm. Là vì sao CC nói các bạn mua? Là tại vì nó sát nách. Cho nên ở bên trong các chị em mặc áo gì cũng đẹp hết. Quan trọng là hai cái tay dài của cái áo bên trong. Mặc hiệu Tommy, Calvin Klein hoặc là bất kỳ hiệu nào đều đẹp cả. Thường những cái áo này mà sát nách là hơi khó mua. Tại vì người ta phối nhiều áo ở trong. Cho nên là đây là những cái áo bán chạy lắm. Nó nhẹ lắm, bỏ lên cái cân cân có chút xíu nha. Không chấm bao nhiêu thôi à. Nhẹ lắm luôn á. Thích lúc các bạn CC cũng có nữa đó. Và đây cũng là size lót. Đây là áo của BB. Cái áo này các bạn có thể để chắc cả chục năm. Thì sẽ có nhiều lắm. Đây là mình vải thun, hút mồ hôi. Áo này là dạng ôm ha. Nhưng mà thun mỏng lắm. Cho nên mặc thoải mái, thích lắm. Cái phần này nó như vậy, các bạn đừng có sợ nó hở nha. Nó không có hở nhiều đâu. Các bạn mặc vô là nó đúng ngay đây luôn, không có hở đâu. Thường những cái áo này đó là phải mặc thì các bạn mới nhìn được. Nhưng mà thôi bây giờ mà sẽ mặc nó mệt quá. Nãy giờ mặc nhiều quá rồi đó, thành ra CC cho các bạn yên tâm là cái phần này đừng có sợ hở, không hở đâu. Áo của BB ha, rất là đẹp luôn, tuyệt vời đó các bạn. Size lót. Và đây áo này các chị em mặc với lại quần tây trắng, quần jean trắng là đẹp nhất. Đây là mình vải xoa với một thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới. Rẻ tiền lắm các bạn. Đây. Đơn giản thôi. Các chị là mặc như vậy nè. Đó. CC có hai cái. Cái này size lót. Cái này size medium. Mình phải xoa. Mát lạnh nè. Và đây cũng là size lót. Cái này bữa CC review rồi. Cái này thun lạnh đó. Lạnh ngắt luôn á các bạn. Nè, toàn là những thương hiệu rất là nổi tiếng. CC phải mua như vậy. Để CC mới bỏ lên trên mạng bán được. Nếu mà như các bạn không mua. Còn những cái thương hiệu mà nó không có nổi tiếng mà size lớn như vậy thì không bán được. Đó. Thành ra với size lớn là CC bắt buộc phải tìm những thương hiệu rất là nổi tiếng mà nó phải sell nhiều thì CC mới có lời. Khi mà bỏ lên trên đó đó, mình được bán giá đúng mà. Đây. Ở trên những cái website đó họ định giá cho mình luôn. Đẹp lắm các bạn. Đây là mình vải thun. Thun lạnh. Lạnh lắm luôn á. Áo này có túi đó các bạn. Có túi ha.
Và đây, cái áo này là đẹp lắm nè. Mà hôm bữa review không thấy bạn nào hỏi luôn. Cái này màu vàng đó, rất là đẹp luôn. CC có hai cái, salon và medium. CC mặc medium cũng vừa nữa nè. Đây là những cái áo chúng ta mặc quần tây, mặc váy ôm, đây, mặc quần jean thì cũng ok, quần vải xô. Nhưng mà mùa này thì đâu có ai mặc quần vải xô đâu. Áo này là size lớn, còn mấy cái size nhỏ nữa mà CC để đâu rồi. Thì bạn nào muốn mua size nhỏ cho CC biết, mình vải muslin hết, đẹp lắm, rẻ tiền lắm. Áo này là các bạn mặc quanh năm luôn á, mặc đi làm luôn, bền lắm nè, kinh không? Các chị yêu của CC, salon nè, các chị em về Việt Nam đó mặc những cái áo này với lại những cái quần bó đó, quần tập thể dục á, mặc như vậy đủ rồi, mát mẻ. Hoặc là mặc quần jean đẹp lắm. Đây là mình vải xô salon ha, tuyệt vời những cái áo này luôn. Tại mùa này thì mình ở bên này mình không có mặc được. À, cái áo này nè, áo này thương hiệu nổi tiếng lắm, mình vải thun lạnh lạnh ngắt nè. Trời ơi, CC có mấy chục cái luôn á. Cái này nè CC mua mặc bình thường, tại vì nó là thun lạnh, cái này nó protect cái làn da của mình. Cái áo này nè $62 nha các bạn. Đây là một thương hiệu nổi tiếng lắm luôn đó. CC thấy nó on sale còn có 19.99, CC mua luôn. Trời ơi, CC có nhiều lắm đó. Mẹ CC cũng mặc hay không. Đây là một cái mình vải, nó protect cái làn da các bạn. Các chị em nào về Việt Nam là nên mua áo này nè, mát lạnh luôn. Các bạn ở trong ấm thì cái áo nó vừa với. Áo này nè, mê lắm. Thương hiệu này nè, nổi tiếng lắm nha các bạn. Nè, các bạn thấy không? $62 cái áo này. Sale còn 19.99. CC lấy luôn. Đẹp lắm. Mặc quần tây, mặc quần jean, size lót. Và đây nè, áo này nhiều người thích quá à, mà CC bị lộn size. CC còn có một cái à, của BB. Cái này size lót lận. CC ghi lộn á, cho nên nhiều chị em hỏi quá, nhưng mà không có hả? Có một cái à, size lót. CC có ba màu, màu đỏ, màu đen và màu này. Nhưng mà màu này thì có một cái duy nhất size lót mà CC lộn á. CC tưởng size small ha, nhưng mà là size lót. Của BB là bền lắm nha các bạn đó. Các bạn thấy cái quần CC mặc đó không? Và đây, đây là cái áo crop top ngắn tới ngang lưng quần mình đó, dạng rộng mà ngang đó. Đây, áo ấm. Áo này review lâu rồi mà không thấy bạn nào hỏi hết. Và đây nè, cái áo thun này nhiều bạn hỏi lắm, nhưng mà CC sợ các bạn mặc không được, tại vì CC thấy nó nhỏ quá. Cái đầu này nè, chui vào nó nhỏ quá, cho nên cái áo này đó CC mặc vừa y à, đẹp lắm. Cho nên chị em nào size small hoặc là medium thì mua, lót đừng mua. Mặc vào nó là size lót đó, nhưng mà small thôi, small medium ok, đẹp lắm. CC mặc thử rồi, tuyệt đẹp luôn á. Và đây nè, cái này là các chị em size lót cần mua đây, rất cần luôn. Đây là áo khoác. Ở bên trong các chị em mặc cái áo thun ha, tại cổ nó đổ như vậy nè. Đây là dạng áo không có nút ha. Ở bên trong mặc cái áo thun, các chị em mặc váy tuyệt đẹp luôn, mê luôn đó. Tại giờ cầm như vậy thì không biết làm sao. Để coi coi. Thí dụ bên trong các chị em mặc một cái áo thun với lại một cái váy, nếu nó là áo hai dây ha, các bạn sợ nó hở hở đó, thì các bạn mặc nghe nè, đó, kín đáo lắm, đẹp lắm nè. Đó, các bạn thấy đẹp không? Đây, rất là kín luôn. Size lót nha. Các chị em có thể mặc với quần tây, mặc với áo đầm, vì đây là áo khoác mình vải thun, thun cô tông đó, hút mồ hôi ha. Đây là những dạng áo mà nhiều người thích lắm.
nhiều người họ không có muốn thấy 2 giây hoặc là gì đó. Cái áo này ở bên trong các bạn mặc áo thun mỏng mỏng, dài tay cũng được, áo ôm đẹp lắm. Và đây, đây là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, Nanette. Chỉ là cái áo thun mặc với quần tây, quần jean, váy đầm đều đẹp cả, màu cũng rất là đẹp luôn. Chúng ta mua là mua cái brand name các bạn. Này còn rẻ lắm, xin nhớ vậy đó, 78 đô. Các bạn thấy không, những thương hiệu nổi tiếng, áo rất đắt tiền. Và đây nè, cái này là size 12 lận. Cái này là không phải mua cho mê xì, cái này là đi ở ngoài mo đó, H&M. Thấy nó đẹp quá, Sisi mua à. Các bạn biết tại sao Sisi mua áo này không? Sisi mặc được, Sisi mặc thành áo đầm nè, cho nên Sisi phải mua tới size 12 lận, size lót á. Mình ăn gian mà. Với lại cái kiểu này là mặc được. Đây là mình vải xô mỏng lắm, thiệt là mỏng luôn. Thì các chị em size lót muốn mua thì mua, không mua là CC mặc. CC mặc thành đầm, CC mặc nhiều lắm, mặc vậy nhiều lắm ha. Đó, nó che cái bụng các bạn lại luôn, thích lắm. Áo này cũng rẻ tiền lắm. Mỗi lần mà đi vào H&M này, CC ít bao giờ mua được cái gì lắm, không bao giờ mua được các bạn. Lâu lâu kìa, như chó ngáp phải ruồi mua được một cái đó, nhưng mà đẹp. Này màu xanh đen ha, rẻ tiền, mua mặc chơi vậy đó. Và đây, đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng luôn, Salot nè, giá chính thức cũng chỉ có 54 đô, rẻ quá. À, cái áo này mặc với lại quần bó được nè, qua mông nè, tuốt dưới luôn nè, được được được. Cái áo này, áo này mặc được, mặc được các bạn, áo này được. Đây là mình vải thun lạnh ha, lạnh ngắt luôn. Những cái khoen này nó có những cái hộp cubic rất là đẹp, sáng lấp lánh ha, đơn giản mà đẹp. Chỗ hiệu này nổi tiếng lắm, đây, rẻ tiền các bạn ơi, mặc một cái áo rất bền luôn. Và đây nè, áo này nè mới là thích nè. Đây là mình vải thun, hiệu này thì nổi tiếng quá rồi, mình vải thun nha các bạn. Áo này là size extra large petit, áo này là size medium petit, dành cho những người nhỏ nhỏ con như chúng ta đó, người Việt chúng ta đó, petit ha. Mình vải thun, áo này mặc với quần jean, quần tây, váy jean tuyệt đẹp luôn. Váy vải xô trắng cũng đẹp nữa, quần vải xô trắng cũng đẹp nữa. Petite chỉ có 2 cái thôi ha. Và đây, salot còn 1 cái này thôi. Để CC nói các bạn, khi các bạn mặc những cái áo này nè, thì các bạn nên tìm, à đây 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 đây, nếu các bạn đi ở nơi nào mà nó lạnh quá đó, đây là kiểu áo mặc đẹp, cực kỳ đẹp luôn. 2 cái này là đủ ấm cho các bạn rồi, 2 cái này đều xa lót hết nè. Các bạn nào mà đi Việt Nam đó, về các bạn có đi nước này nước kia chơi đó, hoặc là đi lên Sapa cũng lạnh lắm à, đây mặc như vậy với quần jean, trời ơi đủ ấm rồi và tuyệt đẹp luôn. Đây, một bộ như vậy, màu hồng nó sẽ đi được với màu kem, và những cái hộp hơ này nó cũng là màu kem kem các bạn, màu xanh đen nữa. Đây là một bộ CC ưng ý luôn đó nè, không có size nhỏ chứ có CC mặc liền đó, là như vậy nha. Và đây các bạn, còn sót một cái nè, đây cũng là dạng mặc được với lại quần ấm. Áo này hiệu Calvin Klein ha, size medium, mặc với quần đen. Đó, hồi nãy sót cái áo này nè, size medium ha.
Và đây. Hiệu này là má New York. Đây là những cái áo các bạn có thể mặc với quần jean, thật là đẹp luôn. Cũng là size medium luôn đó. Nè, đó, mặc như vậy đi. Đi đi chỗ nào lạnh lạnh đó các bạn mặc. Nè, tuyệt đẹp luôn. Màu đỏ này giống như đỏ bạc đô á. Đỏ bạc đô nha, đậm. Áo này len nha. Hai thương hiệu rất là nổi tiếng luôn. Cái nào cũng nổi tiếng hết. Đó. CC thích nhất là hai bộ này. Cái này size large, cái này size medium. Tuyệt vời đó. Mặc với quần jean nha. Và đây. Còn sót một cái này. Có một cái à. Hiệu Guess size small. CC hứa với các chị em size large. Có vài cái sẵn treo ở đây là medium. Với một cái này. Hiệu Guess size small. Rồi, hết rồi. Như đây đi ha. Giờ CC sẽ edit video và đăng cho các bạn chọn. Số phone của CC 706-987-9063. Số phone của anh Sa 098-257-1934. Các tình yêu của CC cứ việc gửi hình cho CC đi. CC làm việc từ 6 giờ tối cho tới 6 giờ sáng ha. Cứ việc gửi hình cho CC nha. CC ngủ dậy sẽ coi ha. Và đừng có để mất cái số và cái size CC ghi ở bên này nha. Rồi, xin cả nhà một nút like. Tặng cho CC một nút like nha. Rồi, CC xin được tạm ngừng video ở đây nha. Bye bye. I love you.